Vừa sẽ tàng cái cây mai cúc này anh em. Cây này hết nó bông rồi, sẽ bớt cho nó nuôi cái thân, nuôi cốt. Cành nào mà thừa quá thì mình bấm nha anh em. Máy này là mình bấm bỏ này chứ không phải là hư hao gì nha anh em. Bấm bỏ để cho nó thoáng cây. Lộ ra cái đường thông cây nha anh em. Lấy những cái cành chủ lực thôi, còn cành nào mà dư thừa không có đúng vị trí mình bấm bỏ hết. Như cành này mọc trong kẽ nách này làm bỏ luôn đó. Chỗ này là mình gọt lại cái vết sẹo nó cho nó lòi ngọn lên. Thì cây nào giờ anh em nuôi thì anh em cũng xử lý bấm cành bấm nhánh cho hết lé thì cũng chẳng đỡ làm gì nha anh em. Ở đây cái cúc rinh đang lên xù à. Cốt thân này chắc cũng quanh đây chứ cũng 20. Còn cái cây bông mà mình sưu tầm này anh em, chơi gì mà cả tháng mà chưa hết cái bông luôn. Đậu trái trái sắp chín rồi, trái canh hạt sắp chín rồi này nè, mà bông vẫn còn. Chùm bông này bông chùm chùm chùm, hôm bữa nó cục luôn nha nè, cục rất là đẻ. Giờ mình còn vài bông mình để cho nó tạo hạt hết mình lấy giống luôn. Đây đậu hạt đã đều hết nha anh em, cái này hình như là đậu hạt rất là đạt bông đạt trái á. Mỗi chỗ là đậu mỗi trái kiến hết nha. Chỗ này cũng vậy, cái bông dưới cũng vậy này nè, đậu hạt đầy đủ luôn, rất là đẹp. Cái này nữa que kiếm cái sáng này nữa mà không thấy, hầu như là nở hết rồi. Cây rụng sắc pháo nha anh em, cứ gió đưa qua là rụng rất là đẹp. Cây này cố tình mua về lấy giống nên là cũng chưa có bấm xử lý hoa, xử lý cành lại. Rụng sắc pháo này mình lay lay nhẹ rụng anh em thấy không. Nhiều khi những cái cơn gió nhẹ nó đưa qua này nó rơi rụng rất là trữ tình. Những cây nó rất là đẹp, là có hồn chục vòng vừa nó to nó chùm 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 anh em. Chủ vườn làm giáo cúc này, cái này mình sưu tầm rất là nhiều tiền nha anh em, tại vì hoa nó đẹp mua về làm giống bán bo thì cũng đủ vốn rồi, giữ cây lại không cần thiết ha. Chục hoa lốp này nè, lốp đẹp hơn hồng hậu luôn. Hoa gì mà dung dơ. Đôm bông này em, đôm bông nó không có bị ngứa cái cánh hoa ra sau nha. Giống này rất là đẹp. Giữ lại một cây để mình lấy hạt mình gieo thử. Gieo thử 2 đến 3 năm sau nó như thế nào. Nó có khả năng nó lai ra những cái loại đẹp hơn nữa. Cái giống này nó không rụng nụ nha anh em, nó rụng cánh rất là đẹp, rụng cánh đầy chậu luôn, không rụng nụ. Hay vậy. Rồi, bữa nào thì mình cũng xử lý cành nhánh lại, phun thuốc cho nó, nước mầm mới nuôi cây lại. Rồi, sáng hôm nay mình chia sẻ anh em một vài hình ảnh mấy cái bông hoa đẹp cho anh em xem thôi. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Đây là cây cúc mai rất đậm.